Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 7 năm 2024, một người dân hốt hoảng chạy vào trực ban đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất nhờ lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ giúp cho xe ô tô đang chở một trẻ sơ sinh nhanh chóng đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu. Qua trao đổi với người nhà cháu bé được biết, cháu bé sơ sinh bị viêm phổi đang trong tình trạng nghiêm trọng, nguy hiểm phải trợ thở bằng bình oxy từ nhà lên bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bình oxy đã hết, do đó cần hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời đưa cháu đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu. Nhận được sự đề nghị hỗ trợ và với tinh thần trách nhiệm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đã phân công 02 đồng chí gồm Đại úy Phạm Khắc Tiệp và Đại úy Vũ Đức Thành dùng xe mô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên mở đường cho xe ô tô nhanh chóng di chuyển qua các tuyến đường đông đúc để đến bệnh viện cấp cứu cho cháu bé. Come on, man.